Chiều nay tại hội trường Thành ủy thành phố Rạch Giá, Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kiên Giang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức phiên họp trù bị. Tham dự hội nghị có bà Trần Thu Dân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2018-2023 và 143 trên tổng số 150 đại biểu chính thức. Tại buổi họp trù bị, đại hội đã thông qua chương trình gồm 11 nội dung, trong đó có 4 nội dung đại biểu tự nghiên cứu tài liệu. Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, thông qua nội quy đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày báo cáo tóm tắt của ban chấp hành, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo cáo của ban kiểm tra, thông qua đề án nhân sự, bầu ban chấp hành ban kiểm tra khóa mới bằng phương pháp giơ tay, đoàn chủ tịch điều hành bầu cử thông qua tiêu chuẩn cơ cấu điều kiện trúng cử, tiến hành bầu ban chấp hành ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Theo báo cáo tổng kết công tác Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2018-2023, hoạt động của hội gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trung ương hội và trách nhiệm của các thành viên ban chấp hành hội, hội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như làm tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp trong xã hội với các nạn nhân, người nghèo và gia đình khó khăn, củng cố kiện toàn tổ chức hội vững mạnh, được quan tâm phát triển, từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả. Trong 5 năm qua, hội đã vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp tiền quà và vật chất trên 8 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân, người nghèo và gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, hội tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm đoàn kết nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam. Về nhân sự, đại hội bầu ra 18 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Đây là các đồng chí có đầy đủ năng lực thực tiễn và bản lĩnh chính trị vững vàng, là những người có uy tín, tâm huyết, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, vận động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân và tham gia các hoạt động của hội. Kết thúc buổi họp trù bị, ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban kiểm tra. Ngày mai vào lúc 7 giờ 30 phút, Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kiên Giang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra.